Thưa quý vị, tuần qua, trước thực trạng vàng thế giới tiếp tục xác lập kỷ lục mới, trong khi giá bán ra đối với sản phẩm vàng nhẫn ngày càng tiệm cận vàng miếng Scc Nhiều hãng vàng trong nước đã sớm nâng giá thu mua vàng nhẫn vượt xa. Tại Việt Nam, dù giá vàng miếng Scc niêm yết tại các tổ chức bất động, vàng nhẫn vẫn tăng mạnh. Giá bán ra đối với sản phẩm vàng nhẫn ngày càng tiệm cận vàng miếng SEC. Còn ở chiều mua vào, nhiều hãng vàng đã sớm nâng giá thu mua vàng nhẫn vượt xa. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC tiếp tục đi ngang ở mức 81,5 triệu đồng một lượng mua vào và 83,5 triệu 83,5 triệu đồng một lượng bán ra. Hãng vàng này thu mua vàng nhẫn ở mức 81,5 triệu đồng một lượng, ngang ngửa giá mua vào đối với vàng miếng SJC, trong khi bán ra tại mức 83 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, ở nhiều hãng vàng khác, tranh lệch mua bán đã thu hẹp đáng kể. Tại Doji, giá vàng nhẫn được công bố ở mức 82,75 triệu đồng một lượng, mua vào và 83,45 triệu đồng một lượng bán ra. Sau ngày mở bán vào ngày 27 tháng 9, thì hàng chục ngàn chiếc iPhone 16 đã đến tay người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu đối với màu Titan sa mạc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện phiên bản này được nhiều cửa hàng bán với giá 50 triệu đồng, cao hơn từ 3 đến 4 triệu đồng so với các mẫu còn lại. Tại một đại lý ủy quyền của Apple, iPhone 16 Pro Max màu mới được bán với giá lần lượt 38, 44 và 50 triệu đồng cho các lựa chọn dung lượng bộ nhớ 256, 512 GB và 1 t Mức này cao hơn 3 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. Phiên bản màu trắng cũng được bán chênh 1 triệu. Ở một số các hệ thống nhỏ, giá thậm chí là chênh lên gần 4 triệu đồng với model 256 GB, cũng là phiên bản được nhiều người chọn nhất. Trên sàn thương mại điện tử có nơi máy ở mức 40 triệu đồng, tức là cao hơn khoảng 5 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, trên phiên bản iPhone 16 Pro, màu titan sa mạc và màu trắng cũng đang đắt hơn, từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng so với các màu đen và titan tự nhiên. Một số người cho rằng do nhu cầu với màu sa mạc cao và các cửa hàng không thể đáp ứng hết, chiến lược bán tranh giá sẽ giúp cho những ai đang cần sở hữu máy gấp có thể mua ngay nếu chấp nhận trả thêm tiền. Do nhiều yếu tố như nguồn cung khan hiếm, giá đất và chi phí phát triển dự án tăng nên thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn thiết lập mặt bằng giá mới. Cụ thể thị trường đất nền vùng ven Hà Nội so với quý 1 năm 2023, nhiều Hài Đức đã tăng 81% từ mức giá trung bình toàn thị trường là 55 triệu đồng một mét vuông lên mức 100 triệu đồng một mét vuông. Đất nền Đông Anh từ mức giá trung bình 41 triệu đồng một mét vuông lên mức 63 triệu đồng một mét vuông. Đất nền Thanh Oai từ mức giá trung bình 21 triệu đồng một mét vuông lên mức 40 triệu đồng một mét vuông. Nhiều dự án mở bán mới tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có mức giá khá cao, dao động từ 45 triệu đồng một mét vuông đến 135 triệu đồng một mét vuông. Các chuyên gia bất động sản cho rằng chi phí đất và nhiều quy định mới tạo áp lực tăng giá lên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Bên cạnh đó, các quy định về thủ tục bố trí tái định cư sẽ đẩy mặt bằng giá bất động sản sơ cấp khi chủ đầu tư phải bố trí nhà tái định cư trong dự án thực hiện trước khi thu hồi giải tỏa. Hồng không hạt bình du là một trong những loại cây trồng chủ lực của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian vừa qua, Hà Tĩnh đã mở rộng diện tích trồng hồng theo hướng Việt Gáp, hữu cơ để cho ra những sản phẩm sạch đạt chất lượng tốt. Năm nay, hồng được mùa được giá nên bà con rất phấn khởi, ghi nhận tại huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình bà Hiền trồng 200 gốc hồng không hạt bình du, Năm nay sản lượng đạt 4 tấn quả. Hiện giá hồng đang được thương lái thu mua 40.000 đồng một kg, cao hơn mọi năm nên bà rất phấn khởi. Trừ chi phí, mỗi vụ gia đình bà thu lãi khoảng 180 triệu đồng. Năm nay là hồng được mua nhưng mà rất là được giá vì là thương lái đến mua tấn nha và lấy là giá cả là cũng hợp lý mà bán ra Hà Nội này, Sài Gòn này, Vĩnh này, Hà Tĩnh này, nói chung các tỉnh lân cận chúng tôi là rất phấn khởi là vì là mua đã được rồi mà quả trái quả trái thì giá được gia đình tôi là trong 200 trăm cao không thì với trừ chi phí ra thì đứng đạt tiêu chuẩn là trăm rưỡi đến trăm tám mươi triệu trên địa bàn xã thì hiện nay thì có khoảng bảy mét ra là trong này và sắp tới đấy thì đảng ủy chính quyền địa phương tiếp tục cho bà con nhân dân nhân đồng và phát triển ra cái diện rộng hơn quy mô lớn hơn và tiến tới để tiêu thụ sản phẩm tốt hơn cho bà con nhân dân dân hiện nay tiêu thụ đã tốt rồi nhưng mà tốt hơn nữa thể gắn vào các sàn giao dịch điện thương mại điện tử các cái uh, trung tâm thương mại lớn của uh, các cái thành phố lớn để thị trường tiêu thụ hồng bình du phát triển bền vững huyện đã liên kết với nhiều cơ sở tham gia hội trợ hội thảo tổ chức tuần lễ hồng bình du và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2024 nhằm thu hút du khách vừa đến trải nghiệm check-in tại vườn hồng, vừa mua sản phẩm. Đây là hướng đi mới giúp bà con phát triển kinh tế ổn định. Tôi được thưởng thức hồng thì cảm thấy là cảm nhận được hồng rất là ngon, ngọt, giòn một cách tự nhiên và cái cảnh quan rất là đẹp. ngoài thưởng thức món hồng rồi thì chúng tôi lại đem con được cái chụp ảnh. sản phẩm hồng minh du đã được công nhận là ô của ba sao và là sản phẩm hữu cơ. Đây là một sản phẩm có tính đặc trưng của vùng miền. Và thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành chuyên môn, tổ chức nhiều hội thảo khoa học và các cái nghiên cứu để bảo tồn giống, bảo tồn nguyên gen và đặc biệt là thông qua các cái hội thảo tiếp tục quảng bá cái đặc trưng của sản phẩm và từ đó khích lệ người dân tiếp tục mở rộng diện tích quy mô trong hồng và xây dựng cái sản phẩm hồng trở thành một cái sản phẩm thực sự là bền vững. Hồng không hạt bình du trồng trên vùng đồi núi Vũ Quang đã hơn 100 năm. Trước đây mỗi hộ chỉ trồng ít cây để ăn. Khi thấy giá hồng ngày càng tăng cao, đầu ra ổn định nên người dân đã mở rộng diện tích trồng hồng lên 70 ha, sản lượng hàng năm đạt 75 tấn. Hiện nay hồng bình du được công nhận ô cốp 3 sao, trở thành cây đặc sản giúp nông dân khấm khá từng ngày. Do liên tục có mưa khiến nhiều nhà vườn ở Tây Nguyên không thu hoạch được sầu riêng, nên giá giảm liên tục từ 25 đến 30% so với đầu vụ tháng 7. Giá sầu riêng bon thông tại vườn giao động từ 65 đến 70.000 đồng 1 kg giảm từ 25 đến 30% so với đầu vụ tháng 7. Giá sầu riêng tại các hộ trồng ở Gia Lai, Đắk Lắc giảm từ 20 đến 30.000 đồng 1 kg so với đầu vụ. Nhiều chủ vườn buộc phải bán xô với giá chỉ 65.000 đồng. Lý giải cho giá sầu rất mạnh do mưa nhiều làm giảm chất lượng, đặc biệt là với các vườn trồng mới thiếu kỹ thuật. Trái sượng khiến việc xuất khẩu gặp khó khăn, phần lớn chỉ tiêu thụ nội địa. Thời tiết thuận lợi từ tháng 10 trở đi sẽ giúp cho sầu riêng ngon và chất lượng hơn. Ngoài ra, sản lượng hàng trái vụ tăng, sự kiến thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu trở lại. Đề án 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, giảm phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, gọi tắt là đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, hiện đang triển khai ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đã cho nhiều kết quả khả quan và bước đầu đạt được mục tiêu mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề ra là tăng lợi nhuận cho nông dân và giảm phát thải thấp. Thực tế, việc nước ta đang thúc đẩy sản xuất lúa theo đề án này cũng là minh chứng rõ ràng cho những cam kết mạnh mẽ của chính phủ tại COP26 về việc Việt Nam sẽ đưa mức phát thải dòng về không vào năm 2050. Trên một hecta này, Vụ thu đông năm nay, ông La Văn Hành ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang dự kiến sẽ thu được 7 đến 7,5 tấn, cao hơn so với các năm trước từ 10 đến 15%. Kết quả của vụ thu đông năm nay được dự báo ngoài sự mong đợi của ông trong suốt nhiều năm gắn bó với cây lúa. So với truyền thống là cỡ 6 tấn, 6 tấn rưỡi, bây giờ là phải hơn hecta cỡ 500 hoặc tấn trước kia là mình bán theo cái truyền thống của mình bán cũng bấp bên lắm có bán cái năng suất chất lượng cũng như là cái ở ngoài đồng ruộng thì phát triển rất là tốt và cũng hy vọng là trong cái thời gian tới thì ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục triển khai đồng loạt ở cái vụ đông xuân đấy thì cái nhu cầu đăng ký của tỉnh hậu giang đối với bộ thì trên dưới khoảng 15.910 ha trong cái thời gian tới theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ tháng 4 năm nay, Bộ đã cho triển khai thí điểm 7 mô hình trên 186 hecta tại hai vụ hè thu và thu đông ở 5 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo sơ kết cho thấy, năng suất lúa nói chung đạt trên 64 tạ trên 1 hecta, cao hơn bên ngoài 4,6 tạ trên 1 hecta. Việc giảm lượng giống gieo xạ đến 40%, lượng phân bón từ 30 đến 40% và giảm 1 đến 2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật vào ruộng đã giúp lợi nhuận của nông dân cao hơn mô hình bên ngoài từ 3,9 đến 7,3 triệu đồng trên một hecta. Chúng ta đạt được rất nhiều cái mục tiêu khí thải, vật tư, môi trường và như vậy chất lượng gạo cũng ngon hơn và lợi nhuận thì nông dân cũng có được. Đấy là cái cần thiết. Bên cạnh đó, các mô hình thực tế đã chứng minh khi nông dân áp dụng biện pháp canh tác tưới ngập khô sen kẽ đã giúp giảm đến 12 tấn CO2, tương đương trên 1 hecta so với việc để nước ngập liên tục và vùi rơm trên đồng, giảm 2 tấn CO2 tương đương hecta so với mô hình để nước ngập liên tục và mang rơm ra khỏi đồng. Cái diện tích đạt được theo cái quy trình canh tác đã giảm phát thải là khoảng 180.000 hecta. Và đến năm 2005 đó là con số mình cố gắng phấn đấu và chúng tôi nghĩ rằng là con số đó nếu như mà trong vụ đông xuân 24-25 này mà các địa phương triển khai nhanh, mạnh, thì con số đó vào cuối năm 25, đầu năm 26 chúng ta sẽ đạt được. Dự kiến vụ đông xuân 2024-2025 diện tích sẽ nâng lên trên 3.300 hecta. Điều này cho thấy tư tưởng của người trồng lúa đã có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện quy trình canh tác bền vững, đây là bước ngoặt lớn để có thể hoàn thành được mục tiêu là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới xây dựng thành công chuỗi giá trị gạo bền vững, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh vào năm 2030.